hiệu bút Alan Dillard có nguồn gốc từ Malaysia, thuộc quyền sở hữu của công ty Alan Dillard Marketing Malaysia SDN.BHD từ 1990. Hiện nay, công ty đã có mặt khắp nơi trên thế giới từ châu Á đến châu Âu và đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, thông qua nhà phân phối duy nhất là hệ thống cửa hàng Thế Giới Bút với mẫu mã đa dạng, giá cả vừa phải, chất lượng vượt trội. Bút ký Alan Dillard luôn là lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp tại Việt Nam với những dòng sản phẩm đặc trưng mã vàng như AG2222, AG3333, AG4444. Bên cạnh những dòng classic như AD120, AD6002, AD0302, bút ký cao cấp Alan Dillard thường được làm bằng thép không gỉ. Các chi tiết được mạ vàng hoặc platinum sáng bóng, bền, đẹp và rất tinh tế là những gì có ở bút ký Alan Dillard cao cấp. Một món đồ giúp người chủ nhân trở nên khác biệt ngay ở trong thế giới tinh hoa. Mỗi sản phẩm có một chuỗi bút được lắp sẵn vào thân bút, hộp đựng phiếu bảo hành và túi giấy theo tiêu chuẩn của hãng đi kèm. Toàn bộ sản phẩm được bảo hành chính hãng 3 tháng. Thế Giới Bút là đại lý chính hãng bút ký Alan Dillard tại Việt Nam với đầy đủ mẫu mã và chủng loại. Sản phẩm đều được nhập khẩu từ châu Âu, có tem 7 màu chống giả đi kèm. Đặc biệt, Thế Giới Bút còn nhận khắc tên và logo lên bút làm quà tặng cho đồng nghiệp, người thân, bạn bè rất sang trọng và ý nghĩa. Còn chờ gì nữa, xin hãy liên hệ ngay hotline 0888 168 968 để được tư vấn hoặc đến trực tiếp hệ thống các cửa hàng Thế Giới Bút tại địa chỉ số 4143 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1 hoặc số 91 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.